góc nghiệp quật, ăn gian nhưng bị Đức Trinh phát hiện, cầu thủ Singapore gián tiếp khiến đội nhà thua đau. U22 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Singapore vào tối ngày 3 tháng 12 trên sân vận động Real Memorial bằng bàn thắng ở phút thứ 85 của Hà Đức Trinh. Nhưng sau pha ghi bàn đó là một tình huống vô cùng đắt giá khác mà những phóng viên đang tác nghiệp phía sau khung thành thủ môn Mohamed Zafran ghi lại được. Khắc Đức Trinh ghi tên lên bảng tỷ số, trung vệ số 27 Talesi Bin Salamat đã có hành động cố tình dùng chân hất một chai nước vào trận đấu. Chưa rõ mục đích của Talesi là gì, nhưng có thể phỏng đoán nếu trọng tài phát hiện ra chai nước, ông sẽ yêu cầu trận đấu tạm dừng ít giây để một cầu thủ ném chai nước ra ngoài sân. Hành động của Talesi càng được lý giải rõ hơn khi ở thời điểm đó, cầu thủ Muhammad Nakudin vừa vào sân thay cho số 11 Hakwai Pasia bị chấn thương. Hành vi ăn gian của Talesi vì thế có thể giúp đồng đội Nakudin chạy kịp tới khu vực vòng cấm địa để tăng cường số lượng cầu thủ U22 Singapore trong pha phòng ngự phạt góc. Hoặc nghĩ theo một cách đơn giản hơn, Talesi đang kéo dài thời gian với mục đích chính chỉ để câu giờ. Bởi dẫu sao, U22 Singapore tới với trận đấu này với tâm thế của một kẻ cửa dưới. Và một điểm trước U22 Việt Nam cũng có thể coi như là một thành công không nhỏ đối với đội bóng tới từ đảo quốc sư tử. Tiếc cho Talesi khi trọng tài chưa nhìn thấy thì Hà Đức Trinh của U22 Việt Nam đã phát hiện và ném chai nước ra ngoài sớm. Ngay sau đó, anh đã bật cao đánh đầu Cận Thành và ghi bàn thắng duy nhất trong trận. Đáng chú ý hơn khi cú đánh đầu của Đức Trinh đã bị thủ môn Mohamed Zafran cản phá, nhưng bóng lại bay trúng đầu Talesi đi vào lưới. Chắc chắn Talesi sẽ còn nhớ mãi về trận thua đau này. Chúng ta hãy cùng một lần nữa quan sát lại pha bóng đáng chú ý này.